Cô chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sang bài 21 đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm. Trong bài này gồm có hai phần chính. Phần 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm chung của ngành thân mềm. Trong phần đặc điểm chung, lệnh trang 71 và 72 đây là nội dung giảm tải, cho nên chúng ta sẽ thông qua nội dung này. Phần thứ hai của bài đó là tìm hiểu về vai trò của ngành thân mềm như thế nào. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, đặc điểm chung. Ngành thân mềm có số loài rất lớn, khoảng 70.000 loài, rất đa dạng và phong phú. Chúng sai khác nhau ở những đặc điểm như sau. Khác nhau về kích thước nè. Có những loài kích thước nhỏ, trung bình, lớn, rất lớn. Ví dụ như là ốc gạo, nặng khoảng vài chục gram, hay cơ thể của mực có thể nặng từ vài trăm gram đến hàng trăm kg như ở hình bên. Thậm chí có loài nặng tới 1 tấn như bạch tuộc ở Đại Tây Dương. Đấy, chúng khác nhau về kích thước nè, từ nhỏ, trung bình, lớn, rất lớn nha. Chúng còn khác nhau về môi trường sống ha. Thì chúng có thể sống ở ao, hồ, sông, suối và ở biển. Bên cạnh đó nó có thể phân bố ở độ cao hàng trăm mét so với mặt nước biển như là những loài ốc sên nè. Hoặc là nó có thể phân bố ở dưới biển sâu như là bạch tuộc, thủy tinh nè. Các em thấy cơ thể của nó có khả năng phát sáng ha. Rồi. Có thể nó có thể sống được ở độ sâu đến 3.000 mét. Như là bạch tuộc ma chẳng hạn. Đây các em trên hình ha. Đấy là khác nhau về môi trường sống. Về tập tính, chúng có hình thức sống như là vùi lấp, trai, sò, các em đã được học. Đến lối sống bò chậm chạp như các loài ốc, trong đó có ốc sên nè. Tới cách di chuyển với tốc độ nhanh như là mực nang, mực ống. Chúng có thể di chuyển với vận tốc 40 km/h. Như vậy qua đó chúng ta thấy rằng thân mềm chúng thích nghi rộng với môi trường sống nè. Tuy nhiên về mặt cấu tạo thì cơ thể của nó vẫn có những đặc điểm chung nhất định, đó là gì? Chúng ta tiếp tục nhé. Em hãy quan sát hình 21 sách giáo khoa trang 71, sơ đồ cấu tạo chung của các đại diện thân mềm, bao gồm ba đại diện đó là trai nè, ốc sên và mực. Nha. Chúng có thân mềm không phân đốt và do thân mềm nên chúng đều có lớp vỏ đá vôi bao bên ngoài. Các em quan sát đây là lớp vỏ đá vôi ở trai và ở ốc sên. Nha. Riêng ở mực thì vỏ đá vôi tiêu giảm, chỉ còn mai mực giúp nâng đỡ cơ thể. Khoang áo, cơ thể của nó còn có khoang áo nè mấy em. Thì khoang áo ở mực phát triển hơn hẳn so với trai và ốc sên ha. Và về cơ quan di chuyển thì có chân. Đối với trai và ốc sên thì chân của nó cấu tạo rất đơn giản mấy em ha, chỉ là một tấm da. Riêng ở mực hay là ở bạch tuộc thì chân của nó phát triển, đó chính là các tua. Thì ở mực gồm có 8 tua ngắn và 2 tua dài, ở bạch tuộc có 8 tua có nhiều giác tám, để giúp cho nó thích nghi với đời sống là di chuyển nhanh và tích cực hơn. Và tiếp theo đây là phần đầu, thì ở ốc sên và mực có phần đầu cơ thể. Riêng ở trai thì phần đầu đã tiêu giảm để thích nghi với lối sống của nó. Ống tiêu hóa, đó là bộ phận trên hình có phần màu vàng đó các em. Thì ống tiêu hóa của nó có sự phân hóa, bắt đầu là miệng và kết thúc là hậu môn. Như vậy qua sơ đồ cấu tạo chung của đại diện thân mềm, các em sẽ rút ra đặc điểm chung của thân mềm đó là gì? Đặc điểm đầu tiên, đây các em,
Chúng đều là thân mềm nè, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hóa phân hóa. Như cô nói, hệ tiêu hóa phân hóa ở đây đó là gì? Bắt đầu là miệng và kết thúc là hậu môn. Cơ quan di chuyển của nó thường là đơn giản nha. Riêng mực và bạch tuộc do thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ đá vôi đã tiêu giảm để giúp cho cơ thể nhẹ và linh động để giúp cho nó di chuyển nhanh hơn nè. Và cơ quan di chuyển phát triển đó là các tua của nó. Trong phần này ở lệnh cô cũng nhắc lại nhé, ở lệnh trang 71 và 72 là nội dung giảm tải, đó là bảng 1 đó các em, thì bảng này chúng ta không không làm nhé. Đây là nội dung chính của phần 1, các đặc điểm chung của ngành thân mềm. Các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về vai trò của ngành thân mềm. Đây là bảng 2 ở sách giáo khoa trang 72. Ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm. Như các em đã biết, nước ta ở vùng nhiệt đới lại có nhiều ao nè, hồ, sông ngòi và vùng bờ biển dài nên thân mềm rất đa dạng và phong phú. Trừ một số loài thân mềm ở trên cạn như là ốc sên là gây hại nè, còn hầu hết thân mềm đều có lợi. Như vậy chúng có những lợi ích như thế nào và tác hại ra sao? Cụ thể đó là ở bảng 2 này gồm có 9 ý nghĩa thực tiễn. Các em sẽ điền tên đại diện vào cho phù hợp với từng ý nghĩa thực tiễn, đó là những đại diện nào. Đó. Dựa vào những kiến thức, những đại diện các em đã được học. Trước tiên, ý nghĩa đầu tiên nè, đó là làm thực phẩm cho con người, như là mực, sò, ngao, hến, các loại ốc, vân vân. Làm thức ăn cho động vật khác như là sò, ngao, hến, ốc. Ha. Làm đồ trang sức có giá trị như là ngọc trai nè. Làm vật trang trí như là xà cừ hay là vỏ các loại ốc, vỏ trai, vỏ sò, vân vân. Người ta sẽ đan kết để tạo ra những vật trang trí, những quà lưu niệm có nhiều hình dáng, nhiều hình ảnh khác nhau, vân vân. Ha. Làm sạch môi trường nước như là trai, sò, vẹm, đó là những loài thân mềm có hai mảnh vỏ, thì qua cách dinh dưỡng thụ động là kiểu hút và lọc nước nên nó sẽ giúp làm sạch môi trường nước. Có hại cho cây trồng như là các loại ốc sên. Tại sao ốc sên lại có hại cho cây trồng? Bởi vì thức ăn của chúng đó là lá cây, chồi non, chúng sẽ gây hại cho cây trồng. Ngoài ra chúng còn là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán như là ốc ao, ốc mút, ốc gạo, ốc ruộng, các em đã được học. Và em các em còn nhớ những loài thân mềm là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán, đó là bệnh giun sán gì nè, mà có ấu trùng của các loài giun sán ký sinh nè, đó là sán lá gan, sán bạ trầu nhé. Các em đã được học ở chương đó là các ngành giun đó. Thứ 8 đó là có giá trị xuất khẩu như là mực, bào ngư, sò huyết, vân vân. Có giá trị về mặt địa chất như là hóa thạch của một số vỏ ốc, vỏ sò, vân vân. Đấy là vai trò thực tiễn của ngành thân mềm nha các em. Như vậy trong chính ý nghĩa thực tiễn này, đặc điểm nào, ý nghĩa nào đó là ý nghĩa có hại cho đời sống của con người? Đó là gì? Đó là gây hại, như là gây hại cho cây trồng hay là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán nhé. Đây là nội dung của phần vai trò, các em sẽ kẻ bảng này vào trong vở của mình. Em hãy trả lời câu hỏi sau. Vì sao người ta xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp? Một loài thì bơi rất là nhanh, một loài thì di chuyển rất là chậm chạp. Nhưng tại sao xếp chúng chung một ngành với nhau? Tuy có khác xa về lối sống,
Nhưng cả hai đều có những đặc điểm như là thân mềm, không phân đốt, có khoang áo, có hệ thần kinh và giác quan phát triển, có hệ tiêu hóa, phân hóa, vân vân. Hay nói khác đi, chúng mang những đặc điểm cơ bản giống nhau nên được xếp cùng một ngành nhé các em. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Em hãy ghi đầy đủ nội dung bài học, học bài, đọc mục em có biết ở sách giáo khoa trang 73, chuẩn bị bài 22, ngành chân khớp, lớp giáp xác đại diện đó là tôm sông. Cô mến chào tất cả các em.